diễn ra xuyên suốt tuần lễ khai giảng năm học mới từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9. Chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hotech đã thật sự khuấy động và để lại ấn tượng với những màn biểu diễn cực chất do chính sinh viên thể hiện. Vào các khung giờ giải lao giữa các tiết học, sinh viên Hotech có dịp được thưởng thức và chiêm ngưỡng những tiết mục văn nghệ đa sắc, những màn mắt xúc mới lạ của câu lạc bộ thanh nhạc. Đặc biệt với sự xuất hiện của ca sĩ nhạc sĩ Sĩ Luân, rapper Hoa Nhí. Những màn biểu diễn thời trang của câu lạc bộ Modo, tiết mục múa, nhảy mắt xúc của các nhóm nhảy, đội múa, những màn đồng diễn guitar, violon, flat mode, chiêm ngưỡng những tiết mục võ thuật vô Việt Nam, taekwondo của các thành viên câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hotech. Được xem là nét truyền thống vào mỗi năm học mới, hoạt động văn nghệ chào tân sinh viên được thể hiện nét tươi trẻ, sáng tạo và sôi nổi của môi trường đại học, góp phần khích lệ tinh thần của toàn thể sinh viên Hotech bước vào một năm học mới với nhiều thành công.